Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã đi qua tuần số 22 của năm 2022 và chúng ta sẽ bước sang tuần tiếp theo. Đó là tuần số 23 của năm 2022, từ ngày 20 đến 26 tháng 6 của năm 2022. Như vậy là thị trường đã diễn ra theo đúng nhận định của S trong tuần vừa qua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những nhận định của S về thị trường trong tuần vừa qua để anh chị em thấy rằng là định hướng chiến lược của S trong từng giai đoạn khác nhau nó sẽ khác nhau và cụ thể và chi tiết khác nhau rất nhiều. Anh chị em đã đi cùng 5 tháng với S thì anh chị em đã thấy rồi. Mỗi giai đoạn khác nhau S sẽ có những chiến lược khác nhau, nhận định cụ thể khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau và từng phiên sẽ khác nhau rất nhiều. Trong tuần vừa qua anh chị em đã thấy rồi, trong video ngày 14 tháng 6 em có nói rất rõ. Anh chị em đã thấy rồi, trong 14 tháng 6. 14 tháng 6 thì em đã nói rồi, thị trường của 14 tháng 6 có thể giảm về vùng này. Có thể giảm về vùng này. Và anh chị em đã thấy thị trường đã về thật và thị trường đã về cái mốc mà chúng ta nhìn thấy mà anh chị em đã thấy rồi, chúng ta đi qua đó là 1195. Cái này là anh chị em đã thấy rồi. Chắc là trong những phiên đó thì có thể anh chị em sẽ không nghĩ rằng thị trường sẽ về sâu như thế. Nhưng trong những phiên vừa rồi thì anh chị em đã thấy thị trường đã xuống và xuống rất mạnh. Trong một phiên thị trường có thể xuống được. Như vậy là mọi thứ chúng ta đều thấy rằng mọi thứ đều có thể diễn ra đối với thị trường. Vì đơn giản đó là thị trường thì liên tục nó vận động và biến đổi không ngừng. Đấy là quy luật khách quan mà chúng ta để ý rằng quy luật khách quan thì chúng ta không thể tác động được. Nó là những thứ mà diễn ra theo đúng quy luật của nó. Quan trọng là anh chị em chúng ta, ngay bản thân S cũng quan trọng nhất là nhận định được xu hướng thị trường trong những giai đoạn đó. Và ngày 14 tháng 6 thì S đã có nhận định rồi. Nhưng anh chị em để ý là tùy từng phiên khác nhau S sẽ có nhận định khác nhau nhưng chiến lược trong từng giai đoạn sẽ khác nhau rất nhiều. Nên anh chị em dựa trên căn cứ cái việc mà S đã gửi khuyến nghị và nhận định tới từng anh chị em đầu tư, anh chị em có thể căn cứ vào đó để đưa ra những quyết sách riêng dành cho mình. Mỗi mẫu cổ phiếu khác nhau, mỗi anh chị em sẽ có sở trường khác nhau, sở thích khác nhau, anh chị em sẽ căn cứ vào đó để chúng ta có chiến lược riêng và cụ thể. Anh chị em có thể xem lại video này của S, bởi S đã nói rất rõ rồi. Trong phiên đó thì Ed nói rất rõ rồi. Chúng ta cùng để ý xem thị trường có thể về lại mốc sâu nhất của chúng ta nhìn thấy. Đó là chúng ta cùng quan tâm, đó là 1156. Như vậy anh chị em chúng ta cũng không thể chúng ta chủ quan được. Thị trường rất có thể chúng ta cần giảm về vùng này. Ngày mai có thể thị trường giảm để test lại ở đây. Trong phiên ngày mai là phiên ngày 14 tháng 6. Như vậy là anh chị em đã thấy rồi, thị trường cần test lại những mốc như thế đấy. Và chúng ta thấy thị trường đã diễn ra theo đúng quy luật khách quan của nó, chúng ta không thay đổi được. Đấy là những thứ mà gọi chúng ta thấy là quy luật khách quan, chúng ta cần tôn trọng quy luật khách quan. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhận định được xu hướng của thị trường để chúng ta có những quyết sách dành riêng cho chúng ta. Còn trong tuần qua thì chúng ta đã thấy rằng là S đã cùng anh chị em chúng ta đã đi qua các phiên rồi. Chúng ta cùng xem những nhận định của S về thị trường sẽ ra sao. Trong cái phiên ngày 15 tháng 6, sáng 15 tháng 6 trong bản tin số 1 thì S rất nói rất rõ rồi. Anh chị em sẽ tập trung vào VN30. Tập trung vào VN30. Đây là trong bản tin sáng số 1 của em. Anh chị em đã thấy Ed cho anh chị em tập trung chủ yếu vào VN30. Và đa phần Ed tập trung cho anh chị em đó là những cổ phiếu trụ. Những cổ phiếu trụ anh chị em đã thấy rồi, rất rõ rồi những cổ phiếu trụ. Đấy là những cổ phiếu của VN30. Đây là những cổ phiếu trụ. Có thể một số anh chị em sẽ không thích đánh những cổ phiếu trụ.
Nhưng anh chị em đã thấy sức mạnh của trụ đến bây giờ, anh chị em đã thấy mặc dù thị trường có thể điều chỉnh, trụ vẫn đứng hiên ngang. Trụ vẫn đứng hiên ngang. Và đặc biệt trong phiên ngày hôm qua, anh chị em đã thấy rồi. Phiên ngày 17 tháng 6, anh chị em thấy rất rõ điều này. Trụ bao giờ cũng thế, trụ vẫn là sức mạnh giúp nâng đỡ thị trường. Thị trường đi lên, thị trường đi xuống đều liên quan đến trụ. Đoạn này S cũng không định hướng anh chị em vào banh quá nhiều. Đoạn này gần như là không định hướng anh chị em vào banh. Mà chúng ta đa phần là anh chị em đã thấy rồi, em định hướng anh chị em là trụ. Chúng ta tập trung vào trụ. Bởi vì S đã nói với anh chị em rất rõ rồi. Tại sao chúng ta tập trung vào trụ, lát nữa chúng ta sẽ xem. Đây là những video mà S đã nói phía trước rồi. Anh chị em thấy đây là chúng ta nhắc lại thôi. Còn bản chất thì em đã định hướng cho anh chị em. Định hướng cho anh chị em trong suốt giai đoạn này và giai đoạn phía trước nữa. Chủ yếu chúng ta tập trung vào vào trụ. Anh chị em đã thấy trong bản tin ngày 16 tháng 6 S đã nói rất rõ rồi. Nhận định thị trường cho ngày 16 tháng 6, tức là ngày 15. 15 tháng 6 S đã cho anh chị em đó là cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thế Giới Di Động với cốc tài cầm. Thế Giới Di Động với cốc tài cầm. Rồi gác. Anh chị em thấy gác. Gác trong phiên 17 tháng 6 anh chị em thấy gác thể hiện sức mạnh rất rõ. Rồi gác. Anh chị em để ý chúng ta thấy Thế Giới Di Động. Gác. FPT. Masan. Đấy là những cổ phiếu mà em đã cho anh chị em gần như là chúng ta đã thấy. Gác cũng là cốc tay cầm. Anh chị em thấy gác cũng cốc tay cầm. Gác cũng cốc tay cầm. Gác cũng cốc tay cầm rất rõ rồi. Đây là những cổ phiếu cơ bản, những cổ phiếu trụ. Nên cái việc phân tích kỹ thuật đối với những cổ phiếu này, những mô hình với những cổ phiếu này rất là chuẩn. Anh chị em đã thấy cốc tay cầm thể hiện rất rõ ở gác. Gác cốc tay cầm. Thế Giới Di Động cũng cốc tay cầm. Anh chị em thấy Thế Giới Di Động cũng cốc tay cầm. Chúng ta nhìn phía trên, Thế Giới Di Động cũng cốc tay cầm. Gác cũng cốc tay cầm. Rồi FPT của chúng ta cũng thấy, anh chị em thấy FPT. FPT của chúng ta. FPT cũng cốc tay cầm. Như vậy là thị trường của chúng ta với những cổ phiếu trụ này S đã cho anh chị em đã mua được, thì anh chị em đã thấy chúng ta đã được nhìn rất nhiều vòng rồi. Với những cổ phiếu cơ bản như thế này, anh chị em đã thấy mô hình cốc tay cầm thể hiện rất rõ. Mô hình cốc tay cầm rất rõ, FPT, Masan, Thế Giới Di Động rất rõ ràng. Những cổ phiếu này, những cổ phiếu mặc dù là anh chị em nhìn thấy có thể là về thị giá nó rất là lớn, nhưng anh chị em được lợi nhuận vẫn tính là tỷ lệ phần trăm, không khác gì những cổ phiếu bình thường cả. Cái quan trọng nhất chúng ta đó là tỷ suất lợi nhuận chứ không phải là những thứ khác. Nên anh chị em để ý giai đoạn này đa phần là định hướng cho anh chị em đó là những cổ phiếu trụ. Anh chị em thấy rồi, đa phần là những cổ phiếu trụ, gần như là toàn bộ là phiếu trụ. Masan. Masan trong phiên ngày 16 tháng 6 anh chị em đã thấy Masan đã trần. Masan đã trần. Masan đã trần rồi. Như vậy anh chị em đã thấy là những lúc như thế này chúng ta thấy là đặc biệt là liên quan đến trụ. Liên quan đến trụ. Masan trần, Thế Giới Di Động trần, rất nhiều cổ phiếu anh chị em đã thấy, ngay PAO cũng thế. PAO S đã anh cho anh chị em rồi ngày 16 tháng 6. PAO. PAO S đã cho anh chị em rồi. PAO anh chị em đã mua được rồi. Và anh chị em đã thấy Thế Giới Di Động cũng trần, rất nhiều cổ phiếu trần. Masan trần, Thế Giới Di Động trần. Đoạn vừa rồi anh chị em đã thấy rất rõ điều này. Rất rõ, rất rõ. Trong những phiên trước anh chị em đã thấy rồi, Thế Giới Di Động trần. Masan cũng trần. Bao trần. Như vậy là chúng ta đã thấy không phải là anh chị em tập trung vào những cổ phiếu penny và cổ phiếu mid cap. Trong lần này S định hướng cho anh chị em chủ yếu là chúng ta tập trung vào những cổ phiếu trụ. Vì trong đoạn này anh chị em đã thấy đây là những mô hình rất chuẩn bài. Theo những đây là những mô hình kinh điển. FPT cốc tay cầm. Chúng ta nhìn thấy gas cũng vậy, gas cũng cốc tay cầm. Rồi Thế Giới Di Động cũng cốc tay cầm. Anh chị em đã thấy như vậy là tại sao đoạn này S định hướng chủ yếu cho anh chị em là vào vào những cổ phiếu trụ. Thế Giới Di Động, FPT, Masan.
rồi tăng. Anh xem ở đây toàn bộ như là những cổ phiếu cơ bản chứ không phải là những cổ phiếu gì. Anh chị em đã thấy trong đoạn này chúng ta định hướng rất rõ ràng rồi. Và định hướng chúng ta tập trung chủ yếu vào. Anh chị em tập trung chủ yếu chúng ta tập trung vào VN30. Tại sao lại vào VN30? Tại sao lại vào VN30? Và tại sao lại không phải vào những nhóm cổ phiếu khác? Anh chị em có thể thấy rằng tại sao lại như vậy? Vì trong đoạn này anh chị em đã thấy. Anh đã nói rất rõ rồi, thị trường sẽ xanh vỏ đỏ lòng và chúng ta sẽ tập trung vào VN30. Đó là xanh vỏ. Xanh vỏ đỏ lòng. Chắc chắn là trong một số phiên nữa anh chị em sẽ thấy là những việc này có thể diễn ra nữa. Thế này chị em hết sức để ý những việc này. Việc thị trường chắc chắn là sẽ dùng VN30. Dùng VN30. Đặc biệt là trong phiên ngày mai, phiên ngày 16 tháng 6 là phiên đáo hạn phái sinh thì VN30 sẽ chịu tác động rất nhiều bởi phái sinh. Do vậy anh chị em để ý rằng là việc xanh vỏ đỏ lòng của thị trường rất có thể sẽ diễn ra trong phiên ngày mai. Cái đấy là chúng ta cùng quan sát. Đặc biệt là trong một vài phiên tới nữa, anh chị em đã thấy rồi, liên quan đến Fed. Fed và lãi suất của Fed làm thị trường của chúng ta hoặc là thị trường của thế giới hay là thị trường chứng khoán châu Á cũng chịu tác động rất nhiều. Về bản chất, đấy chỉ là thông tin thôi. Còn về bản chất nội tại của từng thị trường khác nhau, anh chị em sẽ thấy khác nhau. Nó khác nhau rất nhiều. Đấy là khác nhau bản chất. Còn thông tin mà chúng ta nhận được có thể là những thông tin đó mà chúng ta nhìn về mặt hình thức thôi. Còn bản chất của vấn đề là vấn đề khác. Do vậy anh chị em để ý, trong giai đoạn này vẫn là trụ VN30 là trụ đỡ thị trường. Nếu trụ VN30 không hồi phục được thì ảnh hưởng thị trường rất nhiều. Đấy là cái mà anh chị em để ý. Do vậy thị trường trong giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo nữa vẫn là trụ đỡ của VN30. VN30, nếu VN30 trụ đỡ được, đứng được, có nghĩa là thị trường sẽ lên đường. Về mặt chỉ số thị trường sẽ ít chịu áp lực về chỉ số hơn. Còn nếu VN30 có giảm thì sẽ ảnh hưởng đến thị trường rất nhiều. Về mặt chỉ số thì thị trường sẽ chịu tác động rất nhiều. Thị trường có thể gãy cả mốc 1.200. Đấy là cái chúng ta cùng quan tâm. Và ngày hôm nay thì VN30, anh chị đã thấy rồi, VN30 các cổ phiếu trụ, mặc dù giảm điểm nhưng giảm điểm rất thấp, giảm điểm không nhiều. Nên chúng ta để ý rằng chủ yếu thị trường đoạn này chịu rung lắc, chịu tác động rất nhiều bởi nhóm VN30. VN30 có lên được, thị trường mới lên được. Như vậy là anh chị em đã thấy trong phiên ngày 16 tháng 6, nhận định 16 tháng 6, em đã nói rất rõ rồi. VN30 chính là trụ đỡ của thị trường. Và trong ngày 16 tháng 6, S có nói rất rõ về việc thị trường sẽ lên. Chị em hôm nay đến đây cũng khá là dài rồi. S xin dừng cái buổi cuối trong tất cả các hoàn cảnh khó khăn nhất. Như vậy là cũng có cơ sở chắc chắn thì sẽ giúp để những điều như thế này. Như vậy là S đã có nhận định rất rõ rồi trong phiên ngày 16 tháng 6. Và anh chị em đã thấy rồi, thị trường đã lên lại cái vùng 1245, 1246. Sau đó thì cuối phiên thị trường có giảm mất 9 điểm về 1235. Đấy là cái mà em đã nhận định cho anh chị em kể cả phiên ngày 16 tháng 6, phiên đáo hạn phái sinh rất rõ ràng rồi. Như vậy là chiến lược của em trong từng giai đoạn một, anh chị em đã thấy rất rõ ràng. Không khác gì cả, trong mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta có chiến lược khác nhau. Như vậy là VN30 vẫn là trụ đỡ thị trường và các cổ phiếu anh chị em đã thấy đó là nhóm cổ phiếu mà Ed đã khuyến nghị cho anh chị em. Trong các bản tin Ed cũng nói rất rõ rồi và anh chị em chúng ta cùng nhìn lại. Thì anh chị em thấy là trong phiên thị trường giảm giá rất nhiều. Đó là phiên ngày 17 tháng 6. Phiên ngày 17 tháng 6 thị trường đã về lại mốc. Có những lúc thị trường đã gãy 1.200, anh chị em thấy rất rõ rồi. Sau đó thì hồi phục lại, chúng ta nhìn thấy hồi phục lại đây. VN30 giảm về mốc 1258, còn VN-Index chúng ta đấy kết phiên là 1217.
Thì anh chị em thấy những cổ phiếu mà được nhắc lên ở đây, chúng ta nhìn thấy FPT, GAT. GAT vẫn tăng đến 6 điểm. Anh chị em để ý. Lát chúng ta vào chúng ta xem là xem GAT tăng bao nhiêu. Masan tăng 6.3 điểm. Anh chị em để ý này. GAT tăng tăng 6 điểm. FPT thì tham chiếu. FPT tham chiếu. Còn GAT tăng 6 điểm. Masan của chúng ta tăng tăng 6.3 điểm. Anh chị em thấy rồi. Còn cổ phiếu nào? Chúng ta nhìn thấy PNG. PNG là những cổ phiếu quen thuộc mà em đã gửi đến anh chị em. PNG tăng 0.2. Nhưng anh chị em nhìn thấy bao? Một cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho anh chị em rồi. Bao ngày 16, bao trần. Và hôm nay thì bao đã có lúc là 16.35. 16.35. Phiên ngày 17 tháng 6, PAO đã lên cái mức 16.35. Trong khi đó anh chị em nhìn thấy giá trần của PAO, giá trần của PAO ngày 17 tháng 6 là 16.45. 16.45 mà PAO đã lên cái mốc đó là 16.35. Chỉ còn thiếu đó là 0.1 điểm. Thiếu 0.1 điểm nữa là PAO có thể trần. Như vậy là PAO cũng sát trần. PAO lộ trần rất rõ rồi, PAO lộ trần rất rõ. Như vậy anh chị em đã thấy những cổ phiếu mà em đã gửi tới anh chị em là những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu cơ bản và những cổ phiếu này là những cổ phiếu trụ. Em đã định hướng cho anh chị em rất rõ ràng rồi. Masan tăng đến 6.3. Rồi tất cả những cổ phiếu này anh chị em thấy GAT cũng cần trần. GAT là 136.9, ở đây chúng ta nhìn thấy 134. Chỉ còn kém hai giá nữa, hơn hai giá nữa. Còn đây Masan chúng ta là 118.4, đây là 117. Chỉ còn hơn một giá nữa là trần thôi. Như vậy là các cổ phiếu này thể hiện sức mạnh rất rõ. Và định hướng của em cho anh chị em đoạn này chủ yếu là chúng ta thấy là những cổ phiếu trụ. Nếu anh chị em đã tham gia cùng với em trên thị trường này, đi cùng với em rất nhiều năm qua thì anh chị em đã thấy là mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta có chiến lược khác nhau. Giai đoạn này Ad không định hướng cho anh chị em đánh mid cap hoặc đánh penny mà chủ yếu tập trung vào đó là dòng trụ. Đến bây giờ thì anh chị em đã thấy thị trường có thể đảo điểm, có thể sàn rất nhiều cổ phiếu sàn, nhưng những cổ phiếu trụ chúng ta nhìn thấy trụ vẫn là trụ đỡ cho thị trường, thể hiện sức mạnh rất rõ. Và đoạn này những pha tăng điểm của thị trường đều đến từ những cổ phiếu trụ. Và phiên ngày 16 tháng 6 anh chị em đã thấy rất rõ rồi. Phiên ngày 16 tháng 6, GAT, Masan, Thế giới di động, FPT, PAO đều là những cổ phiếu trần. Chúng ta nhìn rất rõ rồi. Mà đến sau phiên đáo hạn phái sinh ngày 16 tháng 6 là phiên 17 tháng 6, thì anh chị em đã nhìn thấy ở đây. GAT cũng tăng 6 điểm, Masan tăng 6.3 điểm, PAO tăng 0.7 điểm, tương ứng với cái việc PAO sắp trần, PAO tăng 6.2, 6.3. Chúng ta nhìn thấy 6.4 thường cũng sắp 7% trần. Như vậy anh chị em đã thấy là những cổ phiếu này thể hiện sức mạnh rất rõ và định hướng chiến lược của em trong giai đoạn vừa qua đó là chủ yếu là cổ phiếu trụ, cổ phiếu trụ rất rõ ràng. Đến bây giờ anh chị em thấy là những cổ phiếu trụ đã phát huy tác dụng rất rõ. Thị trường có lên được hay không là nhờ vào trụ, trụ đứng của thị trường. Như vậy là trong vừa qua anh chị em hoàn toàn trong thứ hai tuần sau mà chúng ta đã thấy trong thứ ba nữa là chúng ta đã thấy một đoạn này chúng ta đã gần như là chúng ta đã nắm chọn những cổ phiếu trụ. Anh chị em đi dần anh chị em sẽ hiểu chúng ta không phải cố chấp vào những cổ phiếu nhỏ để chúng ta thấy là được nhiều hay được lợi nhuận nhiều. Về bản chất chúng ta phải liên quan đến tỷ suất lợi nhuận thôi. Anh chị em để ý như thế này, tỷ suất lợi nhuận, chúng ta liên quan đến tỷ suất lợi nhuận, nên những cổ phiếu lớn như thế này thì tỷ suất lợi nhuận vẫn lớn như thế thì chúng ta sẽ thấy yên tâm. Chúng ta đi yên tâm về tỷ suất lợi nhuận, cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Những cổ phiếu lớn như thế này anh chị em thấy những cổ phiếu này vẫn trần, thì anh chị em thấy những cổ phiếu nhỏ hiện tại bây giờ của chủ mid cap, cổ phiếu penny thì giảm điểm rất nhất nhiều, chưa nói là rất nhiều cổ phiếu giảm. Những cổ phiếu trụ lại trụ đứng được với thị trường và những cổ phiếu trụ là những cổ phiếu xanh, làm một tài khoản là anh chị xanh. Nên tâm lý của chúng ta, thói quen của chúng ta không cố định vào bất cứ một thứ gì cả. Thị trường luôn vận động và biến đổi. Do vậy anh chị em làm sao chúng ta phải để ý rằng chúng ta phải vận động
theo quy luật của thị trường, đó là quy luật khách quan. Và đoạn này S có chiến lược rất rõ là chúng ta tập trung vào trụ, tập trung vào trụ. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, nó sẽ là khác nhau. Nên anh chị em đã thấy đoạn này định hướng của S đến bây giờ là xuyên suốt trong suốt giai đoạn vừa qua là định hướng của S không thay đổi, chúng ta tập trung vào trụ. Trong khi đó rất nhiều nhóm khác, anh chị em vẫn tập trung vào đầu cơ, tập trung vào penny, tập trung vào midcap. Trong khi đó S chủ yếu tập trung cho anh chị em đó là những cổ phiếu trụ. Những cổ phiếu trụ đến bây giờ anh chị em nhìn lại, anh chị em đã được một đoạn rất dài rồi. Từ 18 đến 25% S đã cho anh chị em chốt một lời một lần và tiếp tục bây giờ là cốc tay cầm, là quai cốc tay cầm và sau nữa là trên quai cốc tay cầm. Như vậy là anh chị em thấy đi cưới cốc tay cầm, những mô hình cơ bản như vậy thì anh chị em phải lo gì nữa? Không phải những cổ phiếu penny chúng ta không có cơ sở để phân tích kỹ thuật, thì dựa trên những cổ phiếu cơ bản này chúng ta sẽ thấy là những phân tích kỹ thuật đa phần dùng hết cho những cổ phiếu này. Về cơ bản, về tâm lý hành vi anh chị cũng yên tâm hơn. Những cổ phiếu trụ này nếu thị trường có sập thì những cổ phiếu này sẽ phải rơi. Thì có nghĩa là anh chị em nhìn thấy kể cả thị trường có rơi nhiều thì những cổ phiếu này vẫn là trụ đỡ thị trường. Những cổ phiếu này anh chị thấy vẫn xanh, dòng tiền vào dẫn tốc. Trong cái đó các cổ phiếu penny, midcap thì có khi sản hết rồi. Như vậy quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi thói quen. Đấy mới là cái quan trọng quyết định cho anh chị trong tương lai. Bởi vì trước đây anh chị đã được neo vào trong cái bộ nhớ của mình là liên quan đến những cổ phiếu midcap. Những cổ phiếu midcap mới tạo ra giá trị cho anh chị nhiều. Nhưng bây giờ anh chị đã thấy S không bao giờ cũng thế, không cố chấp. Chúng ta cần nhìn vào thực tế khách quan để chúng ta đi, không phải cố chấp cứng nhắc. Không phải lúc nào chúng ta cũng mặc định neo vào ý nghĩ của chúng ta. Cái quan trọng nhất là chúng ta không neo vào ý nghĩ của chúng ta, những thứ mặc định đó. Và anh chị đã thấy, đến bây giờ thì anh chị đã thấy, khi anh chị cởi được cái lớp áo liên quan đến neo ý nghĩ của chúng ta về thị trường, về cổ phiếu, bất cứ cổ phiếu nào, rất nhiều cổ phiếu sàn rất nhiều phiên mà anh chị em vẫn neo ý nghĩ vào đó. Đây là cái mà chúng ta cần để ý. Bởi vì cái này là cái mà rất nguy hiểm cho anh chị em. Anh chị neo ý nghĩ vào những thứ như thế rất nguy hiểm. Rất nhiều cổ phiếu rất sàn, rất nhiều phiên rồi mà tại sao anh chị em cứ neo ý nghĩ vào những cổ phiếu đó rằng cổ phiếu đấy sẽ lên? Nếu cổ phiếu đấy tốt, tại sao nó giảm liên tục? Anh chị em có thể giải thích rằng là báo cáo tài chính nó tốt, nó có rất nhiều thứ. Nhưng bản chất thì quy luật của thị trường vẫn vậy. Anh chị em neo ý nghĩ vào đó, đâm ra anh chị em cố chấp với những cổ phiếu đó, anh chị em cứ ôm nó. Nó có thể giảm đến 30, 50%, 20% anh chị vẫn không cắt. Anh chị cứ để đến lúc nó giảm 60%, 70%. Có những cổ phiếu tồn tại trong lịch sử từ 220.000 xuống còn 3.000, anh chị em mất đến 90%. Chúng ta không neo ý nghĩ. Có những cổ phiếu từ 200.000, anh chị em có thể chúng ta xem lại. Từ 200.000, rồi anh chị em cứ nghĩ nó sẽ lên 300. Lên 300.000. Bởi vì anh chị em được một đoạn rất dài rồi, anh chị em có thể từ 10.000 lên 20.000, lên 30.000. Có thể anh chị em lên 80.000, lên 200.000. Anh chị em đã được một đoạn rất dài rồi. Nên cái việc nó xuống, sau này nó xuống cả, nó xuống đến 100.000. Anh chị em vẫn mơ về ngày nào đó nó quay lại thời kỳ hoàng kim là 200.000, rồi 300.000, nhưng về sau nó xuống đến 50.000. 50.000. Sau đó xuống 20.000, anh chị vẫn tin vào điều đó. Rồi cuối cùng nó xuống có 4.000. Anh chị nhìn thấy 4.000 với 200.000, anh chị biết là chia ra thì còn bao nhiêu phần trăm nữa? Anh chị còn bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu phần trăm 4.000 trên 200.000? Do vậy cái quan trọng nhất đoạn này là anh chị phải bỏ đi được cái việc neo ý nghĩ vào bất cứ một cổ phiếu nào. Chúng ta nên loại bỏ việc neo ý nghĩ vào bất cứ một cổ phiếu nào. Đấy mới là cái quan trọng. Riêng cái việc anh chị neo ý nghĩ của anh chị vào bất cứ cổ phiếu nào sẽ làm cho anh chị chúng ta mệt mỏi vào cổ phiếu đó. Mệt mỏi vào cổ phiếu đó. Anh chị sẽ mệt mỏi suốt. Và cái việc đã có từng trong lịch sử xảy ra rồi, anh chị nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu rồi. Là từ 200.000, 300.000, nó có thể lên từ 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Nhưng đến kỷ 300.000, anh chị em luôn neo ý nghĩ vào là nó sẽ được lên 300.000. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị em đã được một đoạn rất dài với những cổ phiếu này. Nên cái việc anh chị neo ý nghĩ vào những cổ phiếu này rất nguy hiểm với chúng ta.
đến khi cổ phiếu đấy từ 300.000, từ 200.000 giảm xuống 100.000, anh chị vẫn nghĩ rằng nó sẽ quay lại và nó sẽ lên tiếp, nhưng không phải. Quy luật khách quan không như vậy. Dòng tiền thông minh không bao giờ nghĩ như chúng ta. Dòng tiền thông minh luôn tìm đến những nơi có cơ hội để tạo ra tiền. Đấy mới là cái quan trọng. Còn việc anh chị em neo ý nghĩ này là anh nghĩ em đang đang chịu tác động bởi những suy nghĩ khác, bởi những cài đặt khác từ phía trước của chúng ta. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải loại bỏ những cài đặt này đi. Chúng ta không thể dựa dẫm vào những cài đặt được được. Chính vì thế trên nguyên tắc thị trường chứng khoán chúng ta, đó là chúng ta bắt buộc phải có chốt lời và cắt lỗ. Nhưng cái việc chúng ta không chốt lời, anh chị em mua từ 10.000 lên tận 200.000, anh chị em được ít bao nhiêu lần rồi. Đến lúc chúng ta lên, chúng ta còn kỳ vọng lên 300.000, nhưng sau đó thì anh chị em cứ mua vào đến khi nó xuống, và lịch sử của nó đã chứng minh rồi. Nó về 4.000, về 5.000, rất nhiều cổ phiếu rồi. Anh chị em đã thấy rồi, có những cổ phiếu lên 30.000 rồi về 2.000. Rồi có những cổ phiếu lên 200.000, thời kỳ hoàng kim của nó lên 200.000, sau đó về 3.000, 2.000 tuyên bố phá sản. Cổ phiếu không còn tồn tại thị trường nữa. Vì vậy anh chị hãy nhớ rằng giống với đời người chúng ta cũng thế, sông có khúc, người có lúc, có thời có vận. Không phải lúc nào cũng thời kỳ hoàng kim mãi. Do vậy anh chị em chúng ta cố gắng làm sao chúng ta không nên neo ý nghĩ bất cứ một vấn đề nào đó. Vì trong cái buổi trao đổi này em muốn gửi anh chị em, rất nhiều anh chị em đang neo ý nghĩ về bất cứ một cổ phiếu nào làm cho anh chị em mệt mỏi mãi. Nên anh chị em phải thoát khỏi những ý nghĩ đó. Không neo ý nghĩ mình vào bất cứ một thứ nào đó chúng ta bị mặc định. Rằng cổ phiếu bắt buộc phải lên, không phải. Quy luật khách quan vẫn diễn ra. Mọi thứ trong quy luật kinh tế vẫn vận động và biến đổi không ngừng. Anh chị em để ý là không quy luật nào dừng lại cả. Tất cả mọi thứ đều vận động. Vận động và vận động không ngừng. Nếu một cổ phiếu nào không vận động, không lên, không xuống, có nghĩa là cổ phiếu đấy tự giết chết chính mình. Doanh nghiệp cũng vậy. Doanh nghiệp nếu cứ tăng trưởng đều đều, cứ đều đều liên tục, doanh nghiệp đã đang dừng lại và một ngày nào đó doanh nghiệp sẽ tàn lụi. Cái quan trọng nhất là con người chúng ta liên tục vận động, vận động, vận động và vận động. Ngày hôm nay có thể khó khăn, ngày mai có thể khó khăn hơn nhiều nữa, và ngày mai chúng ta còn phải đón nhận nhiều khó khăn hơn nữa, và ngày mai nữa nữa chúng ta còn rất rất nhiều khó khăn nữa. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi cái tâm lý của chúng ta về cảm nhận về thế giới. Để chúng ta biết rằng ở phía trước chúng ta còn nhiều khổ đau nữa, chúng ta sẽ không buồn vì điều này. Ngày hôm nay có một vài thứ thì ngày mai có vài thứ nhiều hơn. Ngày hôm nay vẫn là hạnh phúc hơn ngày mai nữa. Như vậy là ngày nào chúng ta vẫn thấy là ngày hôm nay chúng ta vẫn sướng hơn ngày phía trước. Là ngày mai nữa chúng ta còn khó khăn hơn nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta khó khăn thế là chưa đủ. Chúng ta vẫn hạnh phúc hơn. Như vậy thì anh chị em đã thấy ngày nào chúng ta cũng thấy may mắn để chúng ta đón nhận tất cả mọi ngày sẽ đến. Đấy, chúng ta sẽ thấy tâm hồn chúng ta luôn thoải mái và chúng ta luôn có kế hoạch để chuẩn bị cho ngày tiếp theo nữa. Nên cái việc lập kế hoạch của anh chị rất quan trọng. Nên cái việc đặc biệt là chúng ta để ý việc neo ý nghĩ của chúng ta vào bất cứ một cổ phiếu nào vào thị trường bắt buộc phải lên, bắt buộc phải xuống, không phải. Chúng ta hãy tách biệt giữa cảm xúc và lý trí. Chúng ta đang để cho cảm xúc chi phối của chúng ta chi phối hết. Nên cái việc anh chị neo ý nghĩ vào bất cứ cổ phiếu nào, bắt buộc nó phải lên, bắt buộc nó phải xuống, trong khi đó nó xuống rất nhiều, anh chị nhìn thấy kéo xả rất rõ ràng, tại sao anh chị không bán ra? Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Phân phối rất rõ ràng, cả cái phân phối, có hai loại phân phối, đó là phân phối đáy và phân phối đỉnh. Đấy là cái mà anh chị cần quan tâm. Không phải là chúng ta không hiểu về lý thuyết. Anh chị có rất nhiều anh chị em rất giỏi về lý thuyết. Nhưng lúc này chúng ta đang say. Chúng ta đang neo ý nghĩ vào những cổ phiếu đó. Nên anh chị say mất. Anh chị không để ý cái phân phối. Đó là hai loại phân phối mà chúng ta cần quan tâm. Đó là phân phối đáy và phân phối đỉnh. Nó rất nhiều thứ mà chúng ta cần thấy. Chúng ta cứ để ý đó là chỉ có phân phối đỉnh thôi. Anh chị em quên mất một khái niệm khác. Phân phối chúng ta để ý, anh chị em để ý. Phân phối chúng ta có thể là phân phối đáy, phân phối đỉnh. Đây là cái mà anh chị em cần quan tâm.
Phân phối có hai loại, đó là đáy và đỉnh. Khi anh chị em bị neo ý nghĩ vào những thứ gì đó, anh chị em nó không để ý được. Đó là phân phối gì? Đó là phân phối đỉnh hay phân phối đáy? Nên cái việc cổ phiếu có thể rơi tiếp nữa, đó là phân phối đáy mà anh chị em không để ý. Chúng ta chỉ nghĩ là phân phối đỉnh, về đáy rồi thì làm gì còn phân phối nữa. Về bản chất không phải vậy. Anh chị em có thể đọc lại lý thuyết về phân phối đáy. Để anh chị em sẽ hiểu, hiểu hơn được vấn đề. Thay vì chúng ta nghĩ rằng nó về đến đáy rồi, chúng ta một câu nói mà anh chị thấy là một câu nói kinh điển. Khi chưa đi qua đáy, chúng ta sẽ không biết đấy là đáy. Khi chưa đi qua đỉnh, chúng ta cũng không biết đấy là đỉnh, nên chẳng có đáy nào cả. Và sẽ chẳng bao giờ có đỉnh nào cả. Anh chị em cứ nghĩ là đỉnh, nhưng nó không phải đỉnh. Cổ phiếu đã lên lên tiếp, cổ phiếu đã xuống và xuống tiếp. Như vậy là không có đáy nào cả cho bất cứ một cổ phiếu nào hay cho bất cứ một thị trường nào cả. Chỉ khi đi qua nó chúng ta mới biết đấy là đáy. Một câu nói kinh điển mà anh chị em đã thấy. Và thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn vậy, không khác gì cả. Nên trong cái buổi trao đổi hôm nay thì Ed muốn dành nhiều thời gian dành cho chị em. Chúng ta chủ yếu tập trung vào tâm lý cho anh chị em. Chúng ta thay đổi về tư tưởng để chúng ta có thể giải thoát được. Đấy mới là cái quan trọng. Thay vì anh chị em cứ neo ý nghĩ vào bất cứ một cổ phiếu nào, anh chị em sẽ thấy lịch sử khách quan sẽ đi qua. Và rất nhiều cổ phiếu trong đoạn vừa rồi đánh lên trần rất nhiều phiên. Anh chị em có thể ít mấy được, nhưng đến bây giờ nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta phá sản nhanh nhất. Đấy là cái mà anh chị em đang neo ý nghĩ vào nó. Khi chúng ta ăn được những cổ phiếu đó, chúng ta được những cổ phiếu đó lợi nhuận đến x 2x 3 lần, đến bây giờ chúng ta cứ nghĩ nó sẽ quay lại. Giống như việc câu chuyện ôm cây đợi thỏ. Chúng ta bắt được một con thỏ. Đấy là một con thỏ. Chúng ta cũng không hiểu gì những con thỏ khác. Một con thỏ ngớ ngẩn nhưng không có nghĩa là tất cả đàn thỏ trong rừng đều ngớ ngẩn như con thỏ đó. Nên chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, ôm cây đợi thỏ. Và bài học đấy là bài học nhãn tiền chúng ta nhìn thấy từ lịch sử khách quan của chúng ta, từ những gì mà ông cha của chúng ta đã đúc kết lại. Cái việc ôm cây đợi thỏ, chúng ta không thể bắt được con thỏ mà chúng ta quy cả đàn thỏ sẽ ngốc nghếch như thế, không phải như vậy. Và chúng ta, chính chúng ta lại thành củ cà rốt cho con thỏ. Và chúng ta lại biến thành con thỏ cho những thợ săn. Như vậy anh chị em để ý là thị trường của chúng ta vẫn như vậy. Quy luật của thị trường vẫn thế, 5 tháng vẫn đi qua như thế. Anh chị em để ý đây là những thứ mà về lý thuyết. Nên chúng ta sẽ để ý về mặt lý thuyết. Cái quan trọng nhất là anh chị xem, trong tuần này chúng ta đã thay đổi ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta không neo ý nghĩ bất cứ vấn đề gì cả. Chúng ta không lấy ý nghĩ của cá nhân áp đặt cho thị trường. Không lấy ý nghĩ của cá nhân cho bất cứ một cổ phiếu nào cả. Thay vào đó chúng ta hãy lạnh lùng. Chúng ta dùng cái đầu lạnh để chúng ta nhìn vào thị trường, nhìn vào quy luật khách quan, để biết rằng cổ phiếu đấy chắc chắn sẽ lên, chắc chắn sẽ xuống. Đơn giản là chúng ta dựa trên tất cả mọi thứ phản ánh vào giá. All in price. Một khái niệm mà anh chị em đã thấy là trong tất cả các bài học về phân tích kỹ thuật hay bài học mà anh chị em đã từng học về chứng khoán, thì anh chị em đã thấy rồi, tất cả mọi thứ mà anh chị em đã thấy. Chúng ta đã thấy bài học, đây là bài học. Một câu nói, anh chị em có thể thấy đây không phải một câu nói đơn giản, mà anh chị em đã thấy all in price. Một câu nói kinh điển mà anh chị em đã thấy. Nếu anh chị em đã từng đi qua thị trường, anh chị em sẽ hiểu. Cái giá trị của câu nói này có nghĩa là gì? Tất cả mọi thứ phản ánh vào giá. Tất cả mọi thứ phản ánh vào giá hết. Không có khác gì cả, anh xem để ý. Một câu nói mà chúng ta thấy tất cả mọi thứ sau nhiều năm, nhiều thập kỷ chúng ta đi qua, chúng ta vẫn thể hiện tất cả mọi thứ đang thể hiện là đây. Only price. Anh chị em để ý những thứ này. All in price có nghĩa là tất cả mọi thứ thể hiện hết về giá.
Nên cái việc chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật, anh chị em đã thấy chúng ta phải bắt buộc phải sử dụng phân tích kỹ thuật là vậy. Mặc dù thị trường ngày hôm nay, ngày mai có thể có biến động rất nhiều, nhưng việc chúng ta để ý kể cả thông tin của thị trường, tất cả những biến động của thị trường đều thể hiện hết qua qua giá, hành động của giá hay price action. Thì chúng ta đã thấy tất cả mọi thứ đó là all in price, tất cả mọi thứ trong giá hết rồi, hay là cái mà chúng ta hay sử dụng có rất nhiều cuốn sách viết price action. Thì anh chị đã thấy những câu nói này rất đơn giản, nhưng để anh chị hiểu được nó thì chúng ta vẫn rất nhiều năm. Anh chị để ý, anh chị có thể đọc cuốn sách này Price Action, hành động của giá Price Action. Thì anh chị em sẽ thấy đây là những cuốn sách kinh điển rồi, chúng ta đã thấy không có gì xa lạ với tất cả anh chị em nhà đầu tư lâu năm trên thị trường cả. Những cuốn sách kinh điển và chúng ta thấy khái niệm này rất rõ ràng rồi, một câu nói mà có thể xuyên suốt trong tất cả thời gian mà chúng ta tồn tại với thị trường, đấy là cái anh chị cần quan tâm, đó là all in price. Nên chúng ta sẽ không neo ý nghĩ vào bất cứ thứ gì cả, chúng ta tập trung vào những cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng anh chị em phải xem thật sự đó là những cổ phiếu mà chúng ta có lựa chọn trong tương lai hay không. Bởi chúng ta quan trọng nhất là anh chị em phải để ý, đó là hành động của giá, price action. Vì một số anh chị em tồn tại lâu thị trường thì khái niệm này không quá mới với anh chị em. Khái niệm này không quá mới với anh chị em. Vì tất cả mọi thứ đều thể hiện qua giá, all in price. Và cái việc hành động của giá rất quan trọng. Nên anh chị em cần loại bỏ tất cả những ý nghĩ khác về cổ phiếu. Chúng ta không tập trung quá nhiều vào báo cáo tài chính, chúng ta sẽ bị mù màu. Chúng ta sẽ nhìn vào đó và chúng ta nghĩ rằng tất cả chỉ có một màu xanh. Tất cả có màu xanh, một màu xanh lá hay một màu xanh dương. Chúng ta chỉ nhìn màu xanh lá, màu xanh tăng điểm hay một màu tím trần. Giống như anh chị em chúng ta không bị mù màu. Chúng ta nhìn một người mù màu, họ nhìn tất cả một màu. Nếu anh chị em thấy là người ta bị mù màu rất nhiều thì người ta nhìn tất cả các màu không rõ ràng, không phân biệt được. Nhưng nếu nhìn màu đỏ mà người ta bị mù màu đỏ, người ta sẽ không nhìn được màu đỏ. Màu đỏ giống như cái gì nhờ nhờ, rất khó hiểu. Do vậy chúng ta phải loại bỏ được những thứ đó để tránh cái chúng ta sẽ nhìn vào một thứ nào đó chúng ta mắc định vào, bắt buộc tất cả mọi thứ phải trở thành màu tím. Không phải. Cái quan trọng nhất là giá luôn hoạt động theo cơ chế của nó, all in price. Mà cuốn sách này anh chị có thể tìm đọc. Còn chúng ta sẽ quay lại thị trường vẫn vận động theo quy luật của nó. Anh chị em, quan trọng nhất là chúng ta phải tuân thủ theo quy luật khách quan. Đấy là những thứ chúng ta cần quan tâm, trụ vẫn là dẫn dắt thị trường. Vào P&G, Masan, Gas, FPT vẫn là những cổ phiếu trụ ở thị trường. Như vậy là chiến lược của em trong giai đoạn này chủ yếu dành cho anh chị em đó vẫn là những cổ phiếu trụ chúng ta cần quan tâm. Anh chị em thấy thế giới di động trong phiên trước, thế giới di động đã vượt đỉnh. Thế giới di động đã vượt đỉnh và tạo cốc tay cầm. Anh chị em đã thấy một cốc tay cầm. Anh chị em có thể thấy ở đây một cốc tay cầm. Có thể thế giới di động sẽ ngủ cánh vòng nữa, xong lên đây. Cốc tay cầm với thế giới di động rất rõ rồi. Trong các buổi trao đổi trước, Ed đã nói rất rõ rồi. Nên việc thế giới di động có thể test lại vùng này, có thể về lại vùng này, đó là vùng 70, 75, 68, 75 là anh chị hoàn toàn chúng ta có thể. Anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể mua được với cổ phiếu này. Khi mô hình cốc tay cầm được hình thành, thì anh chị em đã thấy mô hình này sẽ phát huy tác dụng rất rõ ràng. Và đây là những cổ phiếu cơ bản. Những cổ phiếu cơ bản
Thì anh chị em đã thấy thế giới di động đang tạo một mô hình cốc tay cầm rất rõ, có thể cầm cái quai tiếp theo nữa và sau đó sẽ vượt đi lên. Đây là cái mà chúng ta cần quan tâm. Đây là những cổ phiếu trụ hết sức cơ bản rồi. Thế giới di động chúng ta nhìn thấy thế giới di động FPT. FPT cũng vậy. FPT cũng đang hình thành cốc tay cầm. Như vậy là S đã cho anh chị em mua vùng này. FPT có thể mua vùng này nữa. Chúng ta nhìn thấy đây là vùng 86. Anh chị em có thể xem lại. 86, 90. Rồi đến 96, anh chị em chúng ta chốt ở đây. 96 ở đây, những điểm chốt ở đây. Chúng ta có thể chờ những nhịp đây, nhịp rung lắc ở đây. Xuống ở đây, xuống còn 90. Lên 96 xuống 90 chúng ta chốt. Sau đó break 96 chúng ta lại gia tăng thị trường. Như vậy là với FPT. Anh chị em thấy là một cốc tay cầm cũng rất rõ, thể hiện rất rõ những cổ phiếu như này, những cổ phiếu cơ bản. Những cổ phiếu cơ bản, cốc tay cầm rất rõ. Cốc tay cầm rất rõ. Chúng ta nhìn rất rõ thế giới di động. Rồi chúng ta nhìn thấy FPT, cốc tay cầm rất rõ rồi. Chúng ta cùng chuyển sang một cổ phiếu khác mà Ed đã khuyến nghị cho anh chị em. Thế giới di động chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Thế giới di động cũng cốc tay cầm rất rất rõ. Một mô hình rất giống nhau, không khác nhau quá nhiều. Anh chị em đã thấy một cái mô hình không khác nhau nhiều, vẫn một mô hình cốc tay cầm. Thế giới di động FPT cốc tay cầm rất rõ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cổ phiếu khác, cổ phiếu Masan. Masan anh chị em đã thấy Masan đến bây giờ anh chị em đã vào rồi. Masan tăng đến 5.69%. Masan sẽ chờ break. Chúng ta sẽ chờ Masan điều gì? Masan chờ break. Ở đây break. Masan sẽ break điểm nào? Chúng ta sẽ thấy đây. Masan sẽ chờ break 120. Anh chị em sẽ, chúng ta sẽ gia tăng. Anh chị em sẽ gia tăng tỷ trọng nếu khi Masan break qua 100, 120. Do vậy là trong phiên sau nếu Masan break qua được 120 thì anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng được những cổ phiếu này. Hiện tại vốn của Masan anh chị em thấy rất lớn rồi. Những cổ phiếu trụ rất lớn. Đoạn này thì anh chị em đã ăn được gần như chúng ta được 90. 90 lên 120 được 30 giá, được 30% rồi. Anh chị em đã thấy rất rõ rồi. Anh chị em đã thấy lên đến vùng này được đến 35,92%, 35,92%, tức là 36%. Chúng ta được tăng đến 36% được mua cổ phiếu Masan rồi. Những cổ phiếu trụ anh chị em đã thấy rất rõ rồi. Như vậy là mô hình của Masan cũng rất rõ. Mô hình của Masan không phải là mô hình cốc tay cầm. Mô hình của Masan không phải mô hình mốc tay cầm nên chúng ta sẽ sử dụng, đó là cái khác, chúng ta sử dụng đó là mô hình kim cương. Mô hình kim cương, cái này là anh chị em có thể đọc, anh chị em đọc về những trong các tài liệu có viết rất rõ rồi. Chúng ta cùng đến với gap và anh chị em cố làm sao chúng ta trước khi chuyển sang gác thì anh chị em để ý này, Masan đến bây giờ anh chị em thấy là chúng ta đã từ dưới lên chúng ta được đến 35.92% rất là nhiều rồi, nên cái việc mà anh chị em sẽ canh những nhịp thế này,
canh những nhịp ở đây đó là 120, anh chị em còn thoát bớt để tránh cái việc nó sẽ giảm xuống lại, sau đó tạo ra cái test ở đây, test 115, sau đó break 120, một lần nữa mới lên đường. Nên anh chị em cố gắng làm sao chúng ta nó cầm massage đến 120, rồi có thể lên đến 124, 125, anh chị em cứ hạ bớt, chúng ta hạ bớt bởi gần ở đây, chúng ta cứ hạ bớt, sau đó chúng ta lại vào lại đến break được 120, dẫn lên là 100, 130. Chúng ta chuyển sang cổ phiếu gas. Anh chị em thấy gas cũng vậy. Gas cũng nói rất rõ rồi, mô hình cốc tay cầm gas đang break. Chúng ta nhìn thấy. Như vậy anh chị em đã thấy là gas của chúng ta. Gas break đỉnh rồi. Anh chị em thấy mô hình cốc tay cầm rất rõ. Ở đây chúng ta nhìn thấy break ở đây. Và trong các buổi trao đổi trước, Ed đã nói rất rõ rồi. Gas break 120 chúng ta mua hết gom vùng này rồi. Gas break 120 chúng ta đã gom hết vùng này rồi. Đến bây giờ thì anh chị em đã thấy 120 anh chị em lên 100. 134 rồi. Anh chị em có thể xem lại các bản tin của Ed. Ed đã cho anh chị em từ 120. Ed nói rất rõ rồi, 120 là Ed đã cho anh chị em rồi. 120. 120 đối với gas. Anh chị em có thể xem lại các bản tin của Ed. Ed đã cho anh chị em hết rồi. Đây là những cổ phiếu hết sức cơ bản rồi. 120 Ed đã cho anh chị em vào rồi. Hôm nay là chúng ta nhìn thấy kết phiên là 134. Kết phiên 134 thì anh chị em đã thấy là nếu anh chị em đã theo Ed từ những phiên đó thì chúng ta đã thấy. Anh chị em thấy là chúng ta được cái 16% rồi. Anh chị em nhìn đây, chúng ta nhìn đấy là chúng ta đã tăng đến 16% rồi, có ít gì đâu. Anh chị em từ những cái điểm như thế này, chúng ta quanh đây thì chúng ta đã được 16% rồi. Anh chị em cứ tại sao lại cứ phải neo ý nghĩ vào những cổ phiếu penny và cổ phiếu mid cap. Những cổ phiếu trụ đã giúp cho anh chị em đã tăng trong vòng mấy phiên đây, chúng ta nhìn thấy đây 1 2 3 4. Chúng ta thấy 1 2 3 4. Như vậy là chúng ta thấy T0, T1, T2, T3. T3 của anh chị em đã là 10, 16% rồi. Như vậy tại sao anh chị em cứ neo ý nghĩ vào những cổ phiếu penny và mid cap? Chúng ta cần thay đổi theo thực tại khách quan. Và chúng ta nhìn thấy đó là gas đã break khỏi 100, 120. Gas đã break khỏi 120 rồi, E đã cho anh chị em mấy lần rồi. Và quanh trở lại mốc 120, 100. Chỗ này là 118, S cũng cho anh chị em vào rồi, vào liên tục. Đến bây giờ thì anh chị em đã được bao nhiêu phần trăm rồi? Có những anh chị em mua được từ vùng 90 cơ. Anh chị em mua suốt từ vùng 90. 90 mươi gas, bây giờ anh chị em sẽ nhìn thấy đây. Chúng ta nhìn thấy gas đã được 40% rồi. 40%. Gas được 40% rồi. Không hề ít, anh chị em thấy là các cổ phiếu penny và mid cap hàng đầu cơ vẫn giảm. Trong khi đó những cổ phiếu trụ của chúng ta vẫn tăng. Gas đã tăng từ đoạn này dưới lên, anh chị em đã thấy S đã cho anh chị em vào rất sớm. Gas đã tăng đến 40% rồi. Gas đã tăng 40% rồi, anh chị em đã thấy rất rõ rồi. Gas đã tăng 40% rồi. Gas đã tăng 40% từ dưới này đi lên. Nhưng chúng ta nhìn thấy những điểm tiếp theo nữa, những cổ phiếu sẽ lên và sẽ tục lên, những cổ phiếu xuống sẽ tiếp tục xuống. Xu hướng là như vậy. Những cổ phiếu đi lên sẽ tiếp tục đi lên nữa. Khi chúng ta càng sợ hãi thì cổ phiếu lại càng đi lên. Khi chúng ta kỳ vọng thì cổ phiếu càng đi xuống. Đấy là cái mà anh chị em cần quan tâm. Do vậy là việc một cổ phiếu lên lên một đoạn, anh chị em cứ lo lắng là không vào, vì sợ là vào là mình mua cổ phiếu này cổ phiếu lại giảm. Không phải. Những cổ phiếu đã đi lên nó sẽ đi lên tiếp tục. Những cổ phiếu đi xuống nó có thể xuống tiếp tục. Còn những cổ phiếu chúng ta kỳ vọng rằng giá rất là tốt nhưng lại không bao giờ có cơ hội lên lại. Còn những cổ phiếu đã lên thì lên rất mạnh. Nên trong những thời gian sắp tới anh chị thấy gas tiếp tục vẫn lên, massage vẫn lên. Massage nó tiếp tục lên. Chúng ta nhìn thấy gas vẫn lên. Gas được 40% rồi, chúng ta nhìn thấy gas được 40%. Đến kể cả T3 chúng ta thấy là S cho anh chị em mua được vùng quanh quanh 120 thì anh chị em cũng thấy là anh chị em đã được đến cả 16% rồi. Chúng ta thấy chúng ta đã được cái 16% rồi. Như vậy chúng ta thấy là việc thay đổi ý nghĩ của chúng ta đối với những cổ phiếu mid cap và những cổ phiếu penny có thể thay đổi cho anh chị rất nhiều. Nếu anh chị trong đoạn trước chúng ta đã chuyển đổi giai đoạn này rồi, chúng ta
lựa chọn những cổ phiếu trụ theo đúng khuyến nghị của S thì anh chị em đã thấy chúng ta đã thay đổi rất nhiều, thay đổi cả cục diện của chúng ta rồi. Nên nhiều anh chị em đã nói rằng cổ phiếu đã lên rồi sợ nó sợ vào sẽ không kịp, không phải. Những cổ phiếu đã lên có thể sẽ lên tiếp, còn cổ phiếu xuống có thể sẽ xuống tiếp. Nên cái việc chúng ta lựa chọn gap trước gọi thế giới di động, lựa chọn FPT hoặc là PNG đều là những cổ phiếu cơ bản, những cổ phiếu tốt. Anh chị em thấy là PNG cũng mô hình cốc tay cầm. Cái này là anh chị em để ý này. Mô hình cốc tay cầm của PNG. Chúng ta nhìn thấy PNG sẽ lên lại vùng này. Mô hình cốc tay cầm của PNG, do vậy là PNG sẽ có một cái ở đây, đó là vùng 100. Chúng ta để ý là vùng 135 sẽ là cản. Và tiếp theo nữa là vùng này 100, 120. Còn cái đáy của chúng ta xác định ở đây, đó là 110. Còn chúng ta lên đến vùng này, anh chị em đã cầm nắm giữ với PNG, anh chị em mua quanh được vùng 110, 115 đến vùng này 135 là anh chị em có thể chốt lời. Chúng ta chốt lời, sau đợi về lại vùng 122 chúng ta lại 120 là chúng ta phải mua lại. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu trụ. Những cổ phiếu này lên nó sẽ lên tiếp tục. Nên chúng ta anh chị em cứ tập trung vào những cổ phiếu này. Chúng ta chơi theo nhịp thị trường lên, nhịp thị trường xuống. Chúng ta thấy những cổ phiếu này hiện tại đang là dẫn dắt thị trường, giúp được thị trường đi lên rất mạnh mẽ. Và những cổ phiếu này anh chị thấy là có xuống cũng không xuống nhiều, xuống rất ít. Anh chị em thấy là xuống một đoạn rất là ngắn, sau đoạn lên lại hồi phục lại. Chúng ta đã nhìn thấy những cổ phiếu này, kể cả thị trường có đi xuống, bây giờ cổ phiếu này lại hồi phục lại. Kể cả anh chị em có mua đúng vùng này, thì bây giờ anh chị em thấy là vượt rồi. Chúng ta tưởng như là đỉnh nhưng chưa bao giờ đỉnh cả. Anh chị em mà thấy đỉnh ở đây thôi. Chúng ta nhìn thấy đỉnh, đỉnh đã vượt break hết rồi. Chúng ta thấy cốc tay cầm cũng thể hiện rất rõ rồi. Anh chị em mới thấy đây có thể là đỉnh. Thì anh chị em mới thấy đây là break hết rồi. Break hết rồi. Như vậy chúng ta thấy là BNG sẽ tiếp tục lên. PNG sẽ tiếp tục lên, gas sẽ tiếp tục lên, thế giới di động vẫn tiếp tục lên. Những cổ phiếu trụ sẽ tiếp tục lên và những cổ phiếu khác anh chị cứ chờ đợi và chờ đợi nữa. Chứ thay vì chúng ta mặc định, chúng ta neo ý nghĩ vào những cổ phiếu penny và cổ phiếu mid cap thì chúng ta có thể thay đổi. Nếu anh chị thay đổi kịp thời thì đến này chúng ta đã có đến 30 đến 40% rồi với những cổ phiếu trụ này và anh chị có thể vào nhiều vòng rồi. Nhiều vòng rồi. Như vậy anh chị có thể nhiều vòng rồi để gia tăng lợi nhuận cho chúng ta. Cái quan trọng nhất là trên thị trường luôn vận động và luôn biến đổi. Nó không dừng lại trong bất cứ giai đoạn nào cả. Nên anh chị em để ý là chúng ta bắt buộc chúng ta phải vận động theo thị trường. Thay vì chúng ta cứ đầu tư dài hạn. Không phải cổ phiếu nào cũng lên mãi. Không phải cổ phiếu nào cũng giảm mãi. Nhưng có những cổ phiếu có thể giảm mãi. Đến thời điểm nào đó, mỗi cổ phiếu có tính chu kỳ, tính quy luật của nó. Nên chúng ta phải vận động theo tính quy luật, tính chu kỳ của nó. Nên những cổ phiếu này chúng ta cũng không cố chấp bắt buộc nó phải lên mãi nữa. Thay vào từng giai đoạn một, S sẽ có chiến lược cụ thể khác nhau dành cho anh chị em nhà đầu tư. Còn chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là nhận định thị trường và VN-Index tuần tiếp theo. Đầu tiên chúng ta đến với VN30. VN30 của chúng ta đến bây giờ là anh chị em nhìn thấy trong 4 phiên 1, 2, 3, 4, 4 phiên thì có thể chúng ta thấy là xác nhận. Đây có thể được gọi là một cái vùng ở đây. Chúng ta có thể hy vọng rằng đây sẽ là đáy của VN30 trong nhịp này. Anh chị em để ý là chúng ta sẽ không có cơ sở để đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ phải diễn ra đúng như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nhận định được và xu hướng. Em đã có nói rồi. All in price. All in price. Do vậy anh chị em để ý là đây có bốn cây nến rồi, bốn cây nến rồi. Nên trong phiên hôm sau nữa anh chị em sẽ thấy là xác nhận một cái đáy ở đây. Thị trường sẽ lên lại vùng này để xác nhận một cái đáy ở đây. Đó là VN30 sẽ về lại vùng này, vùng 1290. 1290 như vậy là VN30 sẽ tăng 1290. 1290. 1290 của VN30.
cổ VN30. Nếu VN30 lên 1290, vùng 1290, 1290 thì VN30 sẽ tăng 58. Chúng ta nhìn thấy 12 1258. 1258 thì chúng ta sẽ thấy những con số ở đây thể hiện rất rõ những điều này. Chúng ta sẽ thấy những con số ở đây nó thể hiện rất rõ là thị trường của chúng ta. Thị trường của chúng ta chắc chắn là chúng ta phải thấy là thị trường của chúng ta sẽ tăng tăng 32 điểm nữa là VN30. VN30 tăng 32 điểm cho đến đến 42 điểm. Như vậy chúng ta thấy là 42 đến 32 điểm. Tăng 32 đến 42 điểm. Như vậy chúng ta thấy trung bình sẽ rơi vào khoảng khoảng 35 điểm. 35 đến 38 điểm. Chúng ta thấy là con số đây, con số trung bình sẽ là chúng ta sẽ để thấy để ý, có thể là 38 điểm. 37 điểm. Chúng ta sẽ lấy một con số đẹp hơn. Chúng ta không thích số 7 thì chúng ta có thể lấy con số số 8. Như vậy là thị trường có thể chúng ta nhìn thấy VN30 sẽ tăng 38 điểm trong tuần sau. 38 điểm mà có thể vượt cả 38 điểm nữa trong tuần sau. Như vậy chúng ta thấy con số VN30 tăng 30 điểm thì VN-Index chúng ta sẽ tăng khoảng từ 35 cho đến 40 điểm. Nếu VN30 tăng như vậy, VN-Index tăng như vậy thì chúng ta cùng xem là VN-Index sẽ tăng từ đâu về đâu. Chúng ta chuyển sang VN-Index. VN-Index sẽ tăng khoảng 40 điểm. 40 điểm, anh chị sẽ nhìn đến 40 điểm chúng ta sẽ về đâu? Chúng ta sẽ cộng vào. Anh chị em sẽ thấy là chúng ta hiện tại đang ở 1 1217. 1217. Chúng ta cộng với 40 điểm. Chúng ta cộng với 40 điểm nó sẽ ra một con số cho chúng ta. Anh chị em có thể để ý ở đây. Một con số đó là 12 1257. Như vậy chúng ta bất cứ một cách tính nào chúng ta phải có cơ sở. Cái quan trọng nhất là anh chị em phải có cơ sở. Thay vì Ed cứ nói là vùng này, chúng ta phải có cơ sở. Tại sao lại như vậy? Thì Ed đã nói rất rõ rồi. VN30 sẽ tăng như vậy và VN-Index sẽ tăng như vậy, tăng khoảng 40 điểm. Chúng ta sẽ lên vùng 12, 1257. 1257 thì anh chị em thấy là chúng ta quay lại về mặt phân tích kỹ thuật. Thì anh chị em sẽ thấy 1257 nó sẽ vùng nào? Đây vùng 257 ở đây. Chúng ta sẽ thấy 1257 nó rất sát ở đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy xung quanh của chúng ta ở đây có một cái M20, M20 chính là 1266. 1266, 1260. Như vậy là trong tuần sau. Trong tuần sau chúng ta sẽ hy vọng là thị trường trong tuần sau sẽ lên lại. Chúng ta sẽ thấy là trong tuần sau. Trong tuần sau chúng ta thấy là thị trường sẽ lên lại những vùng như thế này. Tuần sau là từ 20 cho đến 26. Từ 20 cho đến 26. 20 đến 26 tháng 6. Thì VN-Index của chúng ta sẽ đi đến đâu? VN của chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng VN-Index tạo đáy ở đây. Chúng ta hy vọng rằng VN-Index sẽ tạo đáy ở đây. Còn nhìn về xu thế ở đây, chúng ta nhìn thấy cây đến ở đây thì có nghĩa rằng trong những phiên tiếp theo nữa chúng ta thấy là mô hình ở đây. Mô hình đây được gọi là mô hình V-kép ngược kinh điển. Anh chị em để ý, một số anh chị em học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là mô hình V-kép ngược kinh điển. Đấy là vô mô hình V-kép ngược kinh điển. Cái này là V-kép ngược kinh điển. Để anh chị em có thấy rằng là những anh chị em học về phân tích kỹ thuật, anh chị em hiểu được phân tích kỹ thuật, anh chị em mới thấy những thứ này diễn ra trên thị trường rất rất nhiều. Nên việc thị trường tạo đáy và tạo hình mô hình V kép ngược kinh điển ở đây rất dễ dàng, không khó gì cả. Và trong xu hướng tuần sau, anh chị em mới thấy là trong tuần sau thị trường có thể lên lại cả vùng tiếp theo nữa. Chúng ta thấy là thị trường sẽ lên lại vùng tiếp theo. Chúng ta xét về phân tích kỹ thuật, thị trường có thể lên lại cả những vùng này, đó là 1330. Như vậy là thị trường trong tuần sau sẽ diễn ra theo đúng quy luật này. Anh chị em để ý chúng ta sẽ có hai mốc ở đây.
chúng ta cần quan tâm. Và anh chị em thấy rằng ở đây chúng ta sẽ thấy hai thứ mà chúng ta cần quan tâm. Vùng này chúng ta hy vọng rằng đây sẽ là vùng. Chúng ta hy vọng rằng ở đây, đây sẽ là cái vùng mà chúng ta thấy. Đây có thể là vùng đỉnh. Còn đáy của chúng ta sẽ nghỉ ở đâu? Anh chị em sẽ nhìn vào đây. Là xoay quanh vùng 1204. Xoay quanh vùng này. Như vậy là chúng ta sẽ lấy đáy quanh đây thôi. Đáy không có gì cả. Xoay quanh vùng này. 1194. Chúng ta sẽ thấy đây có thể là đây sẽ là đáy. Anh chị em sẽ nhìn ở đây. Chúng ta sẽ thấy ở đây sẽ là đỉnh, đây ở đáy. Đỉnh của chúng ta sẽ ở đây. Còn đáy của chúng ta. Đáy của chúng ta anh chị em sẽ thấy. Đáy sẽ ở đây. Đáy chúng ta ở đây và đỉnh ở đây. Như vậy trong tuần sau. Trong tuần sau của chúng ta là xu hướng thị trường trong tuần sau. Xu hướng tuần sau của thị trường của chúng ta là thị trường của chúng ta sẽ đi theo vùng này. Anh chị em để ý rất rõ những vùng này. Thị trường của chúng ta sẽ sideways. Như vậy là tuần này, tuần sau. Tuần sau là xu hướng tuần sau. Tuần 23 của chúng ta. Tuần 23 của chúng ta là từ 20 cho đến 26, 26 tháng 6 của năm 2022 là xu hướng thị trường sẽ đây. Anh chị em đã thấy rồi, thị trường trong tuần sau. Tuần sau sẽ thị trường sẽ phải đi trong cái vùng này. Nên thị trường trong tuần sau nữa thì anh chị em thấy thị trường của chúng ta sẽ là thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm lên các vùng đó là 1264, 1300, 1330. Như vậy là anh chị em sẽ thấy là thị trường trong tuần sau nữa, thị trường của chúng ta sẽ xác lập những vùng như thế này. Để anh chị em sẽ có thể chúng ta yên tâm là thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm về vùng này. Nhưng anh chị em mà để ý rằng thị trường của chúng ta mặc dù là thị trường của chúng ta tăng điểm, nhưng anh chị em để ý những cổ phiếu nào sẽ là dẫn dắt thị trường. Thị trường của chúng ta vẫn như vậy. Thị trường sẽ tăng điểm về những vùng này. Và thị trường chắc chắn sẽ sideways. Chúng ta nhìn thấy thị trường sẽ đi lại những vùng này. Và anh chị em sẽ thấy là thị trường chắc chắn của chúng ta sẽ đi theo đúng quy luật của nó. Thị trường sẽ tăng điểm. Chúng ta nhìn thấy thị trường sẽ tăng điểm. Thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm và chúng ta phải tuân theo quy luật này. Thị trường của chúng ta tăng điểm sẽ từ vùng này, vùng đáy lên. 1194 và lên 1331. Như vậy đỉnh của chúng ta sẽ ở đây. Đáy chúng ta sẽ ở đây. Chúng ta hy vọng tuần sau của chúng ta đi thế này. Đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm trong đoạn này và tuần tiếp theo nữa. Để anh chị có thể biết rằng tuần sau chúng ta sẽ chờ đợi kịch bản nào cho thị trường. Thay vì cho anh chị em không có cơ sở thì chúng ta cứ chờ đợi bất cứ một điều gì thì chúng ta phải có cơ sở cụ thể. Không phải đơn giản là Ad đưa cho anh chị em một cái thứ mà chúng ta không hiểu nó là cái gì của ngày mai. Không phải. Ad luôn là cơ sở cụ thể cho từng giai đoạn khác nhau. Chúng ta sẽ có chiến lược khác nhau.
Nên anh chị em để ý rằng trong tuần này và tuần tiếp theo nữa, chúng ta sẽ chờ mong điều này. Không phải đơn giản là chúng ta thấy S nhận định là cứ nhận định, S nhận định đều có cơ sở cả. Khi V30 tăng điểm được, chúng ta sẽ có cơ sở của VN30. VNX tăng điểm được, chúng ta sẽ có cơ sở của VNX. Và thị trường tăng điểm được là chúng ta có cơ sở. Còn thực chất quy luật khách quan của thị trường sẽ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Nên trong tuần tiếp theo nữa, thị trường có biến động ra sao, S sẽ thân gửi đến từng anh chị em nhà đầu tư trong các bản tin sáng và bản tin chiều. Nên anh chị em yên tâm, tất cả anh chị em dưới ID quản lý của S, trong bất cứ hoàn cảnh nào, S luôn đồng hành cùng anh chị em nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh chị em có bất cứ câu hỏi nào, anh chị em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho S. Số điện thoại S đã để lên rồi, trong các bản tin đều có số điện thoại của S ở đó và có Zalo của S ở đó rồi. Anh chị em liên hệ trực tiếp cho S. S sẽ cùng anh chị em để trao đổi, để giải quyết các vấn đề mà anh chị em đang gặp phải, để chúng ta cùng hướng tới, đó là chúng ta chinh phục thị trường. Đấy mới là cái quan trọng nhất. S cũng không phải là người hoàn hảo. S cũng là một người mà chỉ mong muốn rằng có thể giúp đỡ và có thể đồng hành cùng anh chị em trong giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo nữa. Cái quan trọng nhất là anh chị em có thể, chúng ta mới có thể, anh chị em đi cùng S rất lâu rồi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra quan điểm cho đầu tư cá nhân của chúng ta trong từng giai đoạn một, giai đoạn khác nhau. Và cái đầu lại là cái thứ mà S luôn muốn nhắn gửi từ anh chị em. Chúng ta không nèo ý nghĩ về bất cứ một vấn đề gì cả. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Thị trường luôn có cách vận động theo của riêng nó. Chúng ta cần nhìn nhận vào thực tế khách quan. Thay vì chúng ta cố chấp vào bất cứ một thứ gì đó, chúng ta nèo ý nghĩ vào bất cứ vấn đề nào sẽ làm cho anh chị em chúng ta cảm thấy mệt mỏi bất cứ thứ điều gì cả. Những thứ mà chúng ta cảm thấy không nắm được nữa thì chúng ta sẽ buông. Đơn giản là vậy. Thì anh chị em sẽ bao giờ mà happy. Trong đạo Phật từng nói và buông xả, anh chị em có thể đọc bài đó để chúng ta sẽ hiểu hơn về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Và cái đơn giản nhất, chúng ta tìm về sự tĩnh lặng, chúng ta giải thoát. Đấy là mục đích cao nhất của đạo Phật. Còn trong buổi trao đổi của chúng ta không phải là liên quan đến vấn đề tôn giáo, nên em sẽ không trao đổi với anh chị em về những vấn đề đó. Và đây là chính cái mà chúng ta học được từ những gì mà Đức Phật đã truyền tới cho hậu thế của chúng ta. Những người con theo đạo Phật hoặc những anh chị em có thể không theo, nhưng chúng ta quan trọng nhất là giáo lý. Giáo lý thì chúng ta không nhất thiết là cứ phải là theo đạo Phật thì phải theo giáo lý của Phật. Cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu được giáo lý, chúng ta hiểu được chân lý, như chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải tìm được người thầy đó còn sống, người thầy có thể đã mất rồi. Nhưng giáo lý hoặc là chân lý hoặc những bài học chúng ta đúc kết được từ những người thầy, chúng ta vẫn tôn trọng. Đấy là những thứ mà chúng ta đạt được, chúng ta nhờ được là sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta một phần. Một cái nữa là được sự dìu dắt của những người khác. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Mà S và anh chị em cũng thế, có được ngày hôm nay là chúng ta nhờ vào rất nhiều thứ ngoài việc cha mẹ chúng ta. Rồi sau đó là những người thầy, rồi sau đó là những người bạn bè, những người thân. Tất cả mọi người, đấy mới là cái quan trọng nhất. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta nhận ra được đâu là cái mà chúng ta nên làm trong đoạn này và đoạn tiếp theo nữa. Nên anh chị em cố làm sao chúng ta nên loại bỏ tất cả những thứ gọi là neo đậu vào ý nghĩ và tư tưởng của chúng ta về bất cứ một cổ phiếu nào. Thay vào đó chúng ta nhìn vào thực tế khách quan. Thực tế khách quan sẽ là cái quan trọng nhất, quyết định được thành bại của chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Những cố chấp của chúng ta về những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu trụ không lên được bao nhiêu, thì hôm nay anh chị em đã thấy rằng cổ phiếu trụ đã lên cả 30-40% rồi. 45-60% rồi. Và tiếp tục vẫn còn lên nữa. Nên anh chị cứ ý nghĩ về những thứ như thế phía trước của chúng ta sẽ làm chúng ta mệt mỏi hơn. Chúng ta nên thay đổi để phù hợp với thực tại khách quan. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Thế giới luôn vận động, luôn biến đổi. Và chính bản thân chúng ta cũng như vậy. Và ý nghĩ của chúng ta cũng phải lớn lên theo năm tháng. Không phải là già đi về mặt thể xác. Là chúng ta già về mặt tâm hồn. Tâm hồn của chúng ta hay ý nghĩ và trí tuệ của chúng ta liên tục phải thay đổi và biến đổi để phù hợp với thực tại khách quan. Nếu không theo quy luật khách quan, chúng ta sẽ bị đào thải. Thay vì trách bản thân, chúng ta hãy học và học. Chúng ta hãy thay đổi bản thân của chúng ta từng ngày, từng giờ. Thay vì nhìn vào người khác, chúng ta thay đổi chính bản thân của chúng ta.
Đấy mới là cái quan trọng nhất. Và thời gian dành cho buổi trao đổi hôm nay của Ad với anh chị em cũng khá là dài rồi. Ad xin dừng cái buổi trao đổi lại tại đây. Và Ad xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các buổi trao đổi tiếp theo. Anh chị em có bất cứ câu hỏi nào, anh chị em sẽ vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Còn xu hướng tuần sau là như vậy. Anh chị em có câu hỏi nào, anh chị em vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ cùng anh chị em để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Còn buổi trao đổi hôm nay của em dành cho anh chị em đến đây là hết rồi. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em trong cái buổi trao đổi tiếp theo về tuần số 24. Còn buổi trao đổi về tuần số 23 từ 20 cho đến 26 tháng 6 năm 2022 đến đây là hết rồi. Em xin kính chào và kính chúc anh chị em nhà đầu tư trong tuần mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong một tuần tăng điểm tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em.